Chợ Đồ Bãi. Xin chào mọi người. Hôm nay Chợ Đồ Bãi sẽ ra mắt một sản phẩm bếp ga Zinai Nhật Bãi, được sản xuất năm 2017. Nói chung là độ mới của nó thì còn khoảng 98%, rất là mới. Mà con này là của nó là bằng hai bếp và một nướng, hai bếp thường và một nướng. Con đời 2017 này là nó là mặt men và khai nướng nó mà là lốc đấy. Còn đời thấp hơn đấy thì nó là chỉ là mặt sơn thôi, nó không phải là mặt men đấy. Tất cả tem tiếp của nó là còn nguyên mới, xịn hết của nó từ đầu cuối, từ kiềm rồi mới lắm, còn là rất là mới. Con đời 2017 này là ưu điểm của nó là mặt men và nướng khay bằng lốc đấy. Đấy, từ thoát khí của nướng của nhất là còn mới nguyên, mới tinh đấy. Mọi người xem tham khảo hộ và đánh giá mức độ chất lượng. Nên hôm nay tôi về một lô được màu trắng, màu kem và màu xám đây. Đấy. Con nào cũng như thế này hết, chọn được 20 con, về được 20 con mới, gần như mới tinh. Đấy. Con này là trên thị trường là rất là ưa chuộng. Đấy. Đây là pin, đây là cửa lắp pin này. Đấy. Bên đây là một cửa, đây là này. Đấy. Cửa đây là một bên một bếp này. Đấy. Bên đây là nướng này. Đây, lúc này lúc nướng này. Đấy, nướng nướng hay là nhìn rõ anh rồi. Đấy, đây là nồi nướng này. Bếp nướng của nó thì thôi rồi, gần như mới tinh luôn. Đấy. Gần 20 con này. Con nào cũng mới. Con nào cũng mới. Đấy. Giờ mình mới cho xem bên trong. Đấy, cho xem bên trong của dòng Zinai bếp bãi này. Thực sự của nó này, đây mình xem bên trong. Đấy. Đấy, mọi người nhìn chưa? Đấy, mọi người nhìn này, thực sự là mới. Mới đến 99% chứ không phải 98%, chưa có một vết gì luôn. Đấy, tem tiếc ăn hột nguyên ý xì của nó. Đấy. Thực sự con này là mới lắm. Đấy, họng yếc của nó này. Đấy. Mọi người nhớ là có đủ màu nhé. Có 3 màu chủ đạo. Màu trắng, màu kem và màu xám này. Đấy. Bếp nướng hầu như là chưa sử dụng đến bếp nướng. Đấy. Hầu như chưa sử dụng đến bếp nướng. Rất là đẹp. Rất là mong mọi người ủng hộ mình trên YouTube Chợ Đồ Bãi Minh Chín Cầu Giàng Tân Hương Ninh Giang, và trên fanpage là Chợ Đồ Bãi. Như bạn nào mà ấy mình chụp mình gửi đi ảnh trực tiếp cho từng con một, thích màu gì mình chỉ gửi cho. Đấy.
Mong mọi người ủng hộ kênh mình để mình phát triển được cái dòng bếp ga rồi là xe đạp, quạt điện, bếp từ, nói chung là gần như là đủ những cái đồ mà thông dụng của con người. Nó chuyên về đồ vải, chuyên về hàng chất lượng, hàng đẹp. Đấy, con này là 2017 nhé. Đấy. Mình thì thường bán ở trên fanpage, hôm nay là mình mới lập lên cái kênh YouTube này để cho mọi người chi tiết hơn và nhìn một cách trung thực hơn về sản phẩm. Đấy, thì mình mong mọi người ủng hộ mình, ấn vào nút đăng ký ủng hộ mình. Thực sự là lần đầu tiên làm còn chưa được chu đáo và hoàn thiện. Mong mọi người thì thông cảm và mong mọi người ủng hộ. Thôi mình xin dừng video ở đây. Xin cảm ơn.